Hello, xin chào mọi người mến thương của mình. Mọi người, bữa nay mình tiếp tục đi thả lưới nha mọi người. Đi mình thả lưới, mình kiếm ít cá về chiều chế biến thức ăn mọi người, phụ khỏi đi chợ mua cá mọi người. Mọi người theo chân của mình để đồng hành đây. Đồng hành để bắt cá. Đây mình bữa nay mình lấy cái tay lưới 5 phân mọi người. 5 phân mình giăng cá lớn. Giăng cá thường thường là ở đây là có cá phi nhiều không? 5 phân cá phi với cá đối. Đây mình tính giăng mẫu này, thả giăng thả đại. Thả đại rồi lát rồi đi làm chuyện ngồi vô mình cuốn. Coi chiều có gì không? Mua ở tay lưới này là đúng 100 mét luôn nè. Gối như này luôn, bỏ đại luôn. Đây mình nằm 100 mét thì thả cũng chút nữa sao dài lắm, đậu bên bờ bên đó đó nha. Qua tới này thẳng thẳng chị chơi rồi. Rồi dưới dính dính nè chị luôn. Mình quay sơ lược tí xíu thôi, mình tắt máy rồi mình gỡ. Rồi mình nhân tới lưới, thả lưới vừa xong. Từ cái bờ bên mình dân dẫn bên đó nè mọi người. Tới này, lưới này 100 mét chẳng thôi. Đây đậu đại ở đây, cuối lưới luôn. 5 phân nha, thử mình thả thử dính công việc nha. Hy vọng là lát nữa mình vô, mình làm chuyện mình vô, mình cuốn mình kiếm vài ký luôn. Bây giờ mình đi mọi người. Đây là dùng đất nước mặn để nuôi tôm thâm canh nha mọi người. Người thấy không? Nước là nước mênh mông bao la. Mình đi làm chuyện mọi người. Nhưng mà mọi người mới dăng xong mình dở lưới thử có dính không mọi người. Trời ơi, thấy chị chì xuống. Con cá đối. Cá đối là cá đối vui không mọi người. Cá đối này sức lớn của nó từ 2 kg đến 2 kg mấy nè. Thì thường nuôi trong láng là nó lớn cũng khoảng 1,5 kg thường. Chưa đến mức là 2 kg. Nhưng mà con tôm rồi. Con tôm cho bà lửa. À nha. Con lưới bên này. Ủa, con tôm nữa. Tôm nhiều quá. Trời. Cặp cá đối luôn nè. Con cá đối nha, con cá phê không ạ? Vô. Xíu mình. Ôi. Nó sống vô cái bịch đi luôn. Sống vô chỗ này còn động nước. Đâu nước này đậm quá. Cái này chìm chìm chắc có dính rồi. Phi không dính rồi. Phi dính chỗ cái đó. Đây không. Đây cái gì đây? Dẫn dẫn mất tiêu. Đây còn cá phi nữa mà. Hai con. Ủa sao cũng đủ kho mà. Mình thêm cái tay lưới vượt nó đi tới đây. Mình nhắn lúc đầu lúc tiêu. Vượt ra đi vô tới đây. Không rồi. Nó gõ đại không? Ở đây rất vô không? Người mình thả lưới xong mình đi làm chuyện ở khu vực láng của mình luôn rồi. Mình ra tới khu vực láng mà có hai con chim sao đũa, làm như là nó có tẩu hay là có con vậy mọi người. Bay theo mình nó la như giăng trời giăng đất ấy. Nó mọi người nghe mà kêu tít. Đây là cái khu vực của mình đúng không? Nó đang trời chúng mình đang thui lùi luôn mọi người. Rồi mọi người ơi, mình sẽ cuốn lưới nha. Cái lưới nó trôi mất tiêu luôn, hết thấy luôn rồi. Kìa kìa, sao lúc kìa. Cái gì hôm đây? Bây giờ mình bỏ đại lưới, nó lôi kìa, nó lôi luôn. Chắc có dính, nó lôi tới lưới. Cuốn lên. Vô mọi người. Kìa nó dính chưa?
thôi. Rồi. Còn cá đổi. Cho một cục rác đây. Xe ra lưới luôn, xe ra lưới ngắt luôn. Đây, u, còn cái đâu nữa, thêm một con nữa, không xỉu cho mọi người. Đấu nhỏ. Rồi đây. Con cá phi với một con cá đấu nhỏ. Con hết tới lưới này bỏ mặt phê phê còn xuống rồi. Phi nó còn bự bự không, nó vừa còn cái đó nó nhiều lắm, cái đó nó nhiều. Tay lưới dính cỡ này luôn rồi. Đây. Trắng giả này xem nó. Đóng luôn. Nó. Thấy ghê chưa? Cái lưới này coi. 4 kg rồi. Còn bây giờ mọi người mình có tay mình gỡ mình không có quay. Mình quay cho mọi người xem cái thành quả của nó như thế này thôi. Còn mình không có quay cái gỡ. Đó, người ta đã chưa? Con tôm sú này. Lưỡi dính hai con. Có đống nào nó cành cành không? Thôi bây giờ mình đi gỡ mọi người. Mọi người mình đánh lưới cũng đã xong mọi người. Đem cá lên bờ, bây giờ mình gỡ cũng đã xong rồi. Bây giờ mình xin tạm dừng tại đây. Mọi người thấy thích thì mọi người cho mình xin một like, một đăng ký và một comment bình luận góp ý mọi người để hỗ trợ cho mình, để có một tinh thần làm nhiều video hấp dẫn hơn. Xin tạm biệt mọi người nha, bye bye.